Tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com và cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một sản phẩm đông y của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Đây là một trong những sản phẩm có thể giúp cho bạn phòng và điều trị được căn bệnh tai biến mạch máu não, bồi bổ thần kinh, giúp cho những bệnh nhân đang bị căn bệnh cao huyết áp, tim mạch, dùng và điều trị vô cùng hiệu quả. Đó chính là sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh, hay còn có tên gọi khác là Kiện Não Hoàn. Vâng, bạn có thể thấy bệnh lý như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, v.v. là những bệnh lý mà rất dễ dẫn tới căn bệnh tai biến mạch máu não. Và tai biến mạch máu não là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Nó có thể nhanh chóng biến một người đang bình thường bỗng dưng gục xuống hôn mê và đối mặt với những di chứng tàn tật. Điều quan trọng là 50% những người mà có thể vượt qua được cơn tai biến mạch máu não thì lại có thể bị những di chứng tàn tật suốt đời như liệt, biến dạng, mất trí nhớ hay phát âm khó khăn. Vâng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được những nguy cơ mắc những bệnh lý trên khi chúng ta hiểu đúng và phòng ngừa được từ sớm. Và sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh được chiết xuất từ các thảo dược quý, có tác dụng bồi bổ thần kinh, tăng cường sức khỏe và là một trong những thực phẩm chức năng được đánh giá giúp phòng và điều trị được các bệnh lý như điều trị bệnh cao huyết áp, tắc động mạch, phục hồi các chức năng do di chứng để lại sau tai biến mạch máu não như liệt nửa người, rối loạn chức năng ngôn ngữ, điều trị các chứng bệnh về tim mạch như hồi hộp, lo lắng, bất an, tim đập nhanh, hoạt huyết và hỗ trợ điều trị cho người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, phụ nữ tiền mãn kinh. Đặc biệt, dùng rất tốt cho người bị suy nhược thần kinh vì áp lực công việc, lao động trí óc cường độ cao và đối mặt với những biến cố trong cuộc sống. Và theo kết quả kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy thì 66,7% bệnh nhân được hỗ trợ và điều trị bằng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh thì cho thấy kết quả rất tốt đối với những bệnh nhân bị các chứng bệnh như nhận thức chậm, tê liệt thần kinh mặt, liệt chân tay, chứng hồi hộp bất an. Và sau đây thì Nga sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh sao cho hiệu quả và giúp cho sản phẩm phát huy tác dụng cách tốt nhất nhé. Vâng, đây là sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh hay còn có tên gọi là Kiện Não Hoàn. Sản phẩm được sản xuất của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Và ngay phần dưới logo của sản phẩm là phần hoa văn được in màu vàng, in chìm và phần chữ màu đen được in nổi rất là sắc nét đúng không ạ? Và phần góc bên trái của hộp sản phẩm đó chính là lô sản xuất và hạn sử dụng. Mặt sau hộp, phần góc cuối bên phải là phần mà chúng ta có thể check mã vạch sản phẩm. Còn toàn bộ phần bên trái là các thành phần và công dụng của thuốc, toàn bộ được in bằng chữ Hàn Quốc. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc hộp để chúng ta xem phần bên trong nhé. Đây, trong mỗi một hộp lớn thì sẽ có 10 hộp nhỏ như thế này, tương đương với 10 viên. Và trong một hộp nhỏ chúng ta cũng nhìn thấy đầy đủ từ hãng cho đến các dòng chữ in trên hộp đến hạn sử dụng. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Giờ Nga sẽ bóc vào phía bên trong hộp nhỏ này. Gồm một hộp màu trắng và đây là hướng dẫn sử dụng. Đây là hộp bên trong chứa viên An Cung Ngưu Hoàng Hoàn màu xanh.
hộp nhựa màu trắng và trên thân hộp thì cũng được in lô sản xuất và hạn sử dụng. Phần nắp hộp, các dòng chữ xung quanh viền nắp hộp được in nổi rất mảnh và rõ nét. Phần bên trong là logo hình con rùa. Trong mỗi một hộp nhỏ màu trắng này sẽ là một viên an cung ngư hoàng hoàn màu vàng. Và cách sử dụng của sản phẩm như sau. Đối với người bị tai biến mạch máu não, ngay trong vòng 30 ngày đầu tiên khi dùng sản phẩm thì mỗi một ngày chúng ta sử dụng một viên và cách một ngày dùng một lần, kết hợp với các bài tập bổ trợ và chế độ phù hợp về dinh dưỡng. Một đợt điều trị thì thường dùng từ 5 cho đến 10 hộp tùy theo mức độ nặng nhẹ của tai biến não gây ra. Và đối với người bị rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu não, tiền mãn kinh thì 2 ngày chúng ta dùng một viên, mỗi đợt dùng khoảng 5 hộp. Đối với người uống dự phòng thì 1 tháng chúng ta uống 2 viên, mỗi đợt dùng 2 hộp. Và 1 năm chúng ta nên bổ sung 2 đợt thì chắc chắn là bạn có thể đẩy lùi được các bệnh lý mà dẫn tới căn bệnh tai biến mạch máu não vô cùng hiệu quả. Và để tăng thêm hiệu quả điều trị cho bệnh khi sử dụng sản phẩm an cung ngư hoàng hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh thì bạn cũng nên tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lối sống lành mạnh như là tập thể dục hàng ngày, ăn uống điều độ, tránh các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại hạt, tránh các thực phẩm nhiều cholesterol, tránh ăn quá ngọt hoặc quá mặn, giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt nhất. Và thêm một số các lưu ý, không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai. Khi uống cùng các dược phẩm khác, cần chú ý thành phần trùng lặp, làm quá liều. Mua đúng sản phẩm thật để đảm bảo chất lượng thuốc bảo vệ sức khỏe. Tư vấn kỹ về sản phẩm trước khi dùng. Vâng, vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn công dụng và cách sử dụng sản phẩm an cung ngư hoàng hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh sao cho hiệu quả nhất rồi đúng không ạ? Thiết nghĩ đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời giúp cho bạn có thể điều trị được các bệnh lý nguy hiểm như cao huyết áp, tim mạch, có thể giúp cho bạn phòng được căn bệnh tai biến mạch máu não vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn có thể giúp hỗ trợ điều trị sau khi tai biến, giúp cho bệnh nhân đang bị các di chứng nặng nề của tai biến mạch máu não như liệt nửa người hay rối loạn chức năng ngôn ngữ có thể hồi phục lại được. Vâng, đây chắc hẳn là tin vui dành cho bạn nếu như bạn đang gặp các vấn đề sức khỏe. Hy vọng rằng những chia sẻ của Nga ngày hôm nay giúp cho bạn có thêm những thông tin mới để bảo vệ sức khỏe của mình, giúp cho chất lượng cuộc sống của bạn ngày càng một tốt lên. Đây cũng là một trong những sản phẩm mà Nga nghĩ rằng rất tuyệt vời nếu như chúng ta sử dụng làm quà biếu cho những người thân yêu để họ cũng có được sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Korea Shop 24 giờ qua đường link trang web mà Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này. Bạn hãy kéo xuống và click vào đường link đó, có thể chat trực tiếp với chúng tôi qua phần chat online hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979149256. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Với tiêu chí chất lượng là uy tín, nên tất cả những sản phẩm của Korea Shop gửi tới bạn luôn luôn là những sản phẩm chính hãng, chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Khi bạn mua hàng tại Korea Shop, bạn sẽ nhận được những cam kết như bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn chứng minh được sản phẩm của Korea Shop gửi tới bạn là sản phẩm kém chất lượng. Hoặc thậm chí bạn sử dụng sản phẩm trong vòng 7 ngày mà vẫn cảm thấy không yên tâm về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi cũng sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm thì Korea Shop sẽ có đội ngũ chuyên viên đồng hành cùng bạn để giúp cho bạn thu được kết quả tốt nhất. Vâng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt hàng tại Korea Shop rồi đúng không ạ? Trong suốt những năm vừa qua, chúng tôi phục vụ tới những quý khách hàng của mình các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
thì nhận được vô vàn những phản hồi tích cực từ phía khách hàng về chất lượng phục vụ. Hy vọng rằng khi bạn sử dụng các sản phẩm của Korea Shop 24 giờ, bạn cũng sẽ nhận được sự hài lòng như mong muốn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.